Ba cô bác ơi, thì bây giờ cũng có hai anh chị không biết là ở đâu đây, cũng đi tiếp tục đi xuống dưới nhà Khánh này nè bà cô bác. Dạ em chào anh nha. Em cũng xin phép là ghi hình mình chút xíu nha anh. Dạ. À, chào chị luôn. À dạ chào cô, à chào anh. Dạ cô bị làm sao? Bị nhức cái từ lưng quần nhức xuống mà tê quá không. Dạ cô vô ngồi ghế đi, con ngồi ghế và mình trò chuyện tiếp. Dạ con cũng không nhớ nữa, phải định hình là mới nhớ được. Anh vô ngồi ghế luôn đi anh ngồi trong rồi cho mát. Con chào bà kìa, chơi đi. À. Chào chú, chào chào bác, chị nó nè. Trời ơi coi đứng trời ơi. Cà rốt nha, chào bác, chào bà nè con. Một phần thì không không có ngâm, một phần thì có sẵn sao hết rồi mình về mình làm nghệ nữa để Anh lấy về ra anh tự đây ngâm, luôn. Dạ anh về anh tự ngâm, dạ đúng rồi. đúng rồi, mình về mình tự ngâm Dạ, giùm. chị chỉ thêm nha. Ừ, vậy làm này làm dễ mà. Coi như. Cái này á mình nó chỉ gì anh, nó nói chung là nó chỉ về Dạ chị chuyên là bên thần kinh tọa, rồi thoát vị đĩa đệm, thoái hóa, Thì rồi mà gai cột sống. huyết áp cao uống được không? Dạ huyết áp với bị tim mạch uống bình thường. Nhưng Thì mà trước hết mình uống theo giống như là thay vì mình uống 15 ml thì mình uống khoảng 7 78 ml thôi, mình uống một nửa thôi để mình xem cái cơ địa mình á, xem mà có phản ứng gì không á, thì xong rồi không ấy mình uống theo đúng luôn. Dạ vậy là cô bị tiểu đường nữa hả? Tiểu đường cũng không sao. Mình uống cái này là có thể làm từ từ là sẽ bình ổn cái lượng đường mình luôn á, nó dạng như là nó ổn định á. nếu mà bị huyết áp là không được uống rượu, bởi em sợ là bởi là mẹ huyết áp cao uống rượu có sao, không có ảnh hưởng gì không. Hôm hổm nay nhiều trường hợp giống như là hôm nay á, những người bệnh xuống đây hầu như là bị bên xương khớp, là bị bên tim với bị huyết áp hết à. Hôm nay hầu như thấy người nào cũng bị hết đó, bị dạng như là bị tim mạch với huyết áp mà bị nhẹ. Dạng như mình uống mà bị bên xương khớp, mình uống thuốc tây nhiều á, thuốc tây nhiều nó làm cho bên vấn đề mà tim mạch của mình nó cũng bị ảnh hưởng, rồi bên bao tử nữa, bao tử và tiểu đường. Hầu như sao hôm nay con thấy người nào cũng bị mấy cái đó đâu, Như bệnh Tại này uống hay phổ quá. biến quá rồi. ý là bị bên xương khớp là sẽ bị bên tim mạch với tiểu đường, hầu như là thấy người nào cũng bị vậy hết á. Mà đặc biệt là thuốc này á, có đường phèn nhưng mà nó không ảnh hưởng gì bên tiểu đường hết á. Để có gì lấy ra một Mình phần đi. ngâm vậy là khoảng bao lâu mình uống anh? À, mình ngâm 1 tháng mình mới uống. À ngâm 1 tháng mình mới uống. Dạ rồi. Thuốc này Rồi đặc nãy giờ biệt đem bà cô bác ơi thì đáng Khánh cũng uống. ghi hình cô với Anh anh chịu chị ở đây là cũng ở Sài Gòn xuống. Rồi thôi bây giờ con cũng xin phép là con ghi hình cô, và cô có thể giới thiệu cô tên gì, về ở đâu, cơ duyên gì, Anh cô chịu biết tới uống Khánh uống Nguyễn không? gái uống gì con gái biết thôi. Cô coi cái chương trình của vui con cũng không lâu rồi, năm mấy rồi vui quá mà à. cô không biết làm sao mà để cô xuống chứ con. Rồi tới bữa đó thì cô con lên nữa, rồi cô mới lấy cái số điện thoại của con, có con bé nên nó ở nhà Dạ nè, rồi cô mới kêu con lấy điện thoại con gọi cho anh con đi coi dạ coi cái bệnh của mẹ coi anh có chữa được không, chứ bây giờ mẹ uống thuốc tây quá mẹ ngán quá rồi. dạ dạ cô bị chính xác là cô bị sao? Bị cái thần kinh tọa nè, rồi Đi thói kèm thoái hóa cột sống. thoái hóa cột sống nè, dạ rồi nó nhức rồi nó tê, dạ nó bị chèn dây bị nó chèn chèn ép dây thần kinh đó. nó chèn ép dây thần kinh Nên đó là dạ đi là sẽ bị tê bị nhức lắm, đúng rồi, đi không có được đi không có được nhiều, nhiều. dạ ở nhà quần quần trong nhà không mà cũng nó nhức lắm, nó tê dữ lắm rồi. dạ thì Cô bị bị cũng lâu rồi mà có cứ bị uống thuốc tây hoài nó không hết, nó bớt rồi nó hết rồi nó cũng không muốn, cô nó uống thuốc bị tây vậy. hoài là nó chuyển qua bị thoái hóa đó, kiểu mà bị mục xương á, mục xương với mục khớp á, đổ thuốc tây nhiều á. Lúc đầu mà cô bị nhức nhức á, thường thường bị nhức mình uống thuốc để mình đi tới đi lui, mình vận động để đi làm á, giờ mình uống thuốc tây hoài rồi chuyển qua là nó bị hư khớp luôn, hư khớp với hư mấy cái xương mình luôn á.
kiểu mà bị mục á. Cái năm nay thì cô không có uống thuốc tây mà kiểu uống cho nó bớt nhất á. Dạ. Cô không có uống nữa mà cô chỉ có mấy đứa cháu nó ở Hàn Quốc nó gửi cái thuốc về cho cô đó. Dạ. Để cô tha thôi. Tha bớt thuốc thôi. Hàn Quốc mà thuốc mà kiểu mà thuốc dầu nóng mà lăn lăn á phải không cô? Không không, không có phải đó. Dạ. Cái kia cũng hay lắm. Thì nó dạ. Cũng dạng ba cái dầu giống như là bô mát vậy đó. Dạ dạ. Nhưng mà nó hay lắm. So ở ngoài đi, dạ như mình giảm đau ở ngoài thôi. Đau chỗ nào con nhất là con dạ. Vô rồi cơ. Một lát khoảng chừng 5-10 phút sau là thấy nó nhẹ nhẹ. Cái đó kiểu mà giống như là làm cho nóng lên á, ngoài da thôi. Giống như hôm nay con ấy có nhiều trường hợp rồi đó, cũng thầy chăm cứu cũng xuống với con. Nếu mà cô xem lâu chắc cô cũng biết. Mà chắc cô xem bên Phong Nguyễn quá. Đúng rồi. Cô xem bên Phong Nguyễn đó. Con giới thiệu ở trong Phong Nguyễn có mẹ. Có một đoạn ngắn á phải không? Cô xem cô mới biết phải không? Đó, giờ bây giờ cô xem mà Khánh Nguyễn là cô hiểu rõ hơn á. Đó, coi đó. Dạ. Xem hoài à, tại vì chương trình của Khánh Nguyễn là cô coi hoài nên cô mới biết. Dạ. Bữa đó có con bé này ở nhà nè, cô mới kêu nó nè, lấy số điện thoại nó gọi cho con. Dạ. Dạ chứ những tha bóp cũng đã rồi, rồi uống thuốc cũng ngán. Đây. Luôn. Tại vì cô biết là những thầy mà chăm cứu là cũng xuống với con. Vậy như là cũng nói đó, mình so bóp bấm nguyệt coi như là kiểu mà ở ngoài tác động ngoài á, giảm đau thôi, bị 3-4 ngày là sẽ bị tái lại à. Vậy bác sĩ mà bên Tây Y của mình á, bên Đại học Y Dược nè, vậy bên Chợ Rẫy là cũng xuống với con rồi. Bác sĩ khoa xương khớp bên quận 7 nữa. Để con đây con nghe điện thoại cái nha con. Dạ alo, anh nghe đây. Dạ nãy con nói là những bác sĩ rồi cũng xuống với con rồi. Rồi cũng nói cái nhiều bác sĩ mà bên y học á, bên Đại học Y Dược á ở chợ nó là bác sĩ luôn á, là người nhà bệnh á mà đâu có cho mổ đâu. Không cho mổ mà cũng hạn chế uống thuốc tây luôn. Thì đi xuống với con đây nè, lấy thuốc này về uống. Là giảm rồi đó cô, cái người đó ở Gò Vấp á. Dạ. Con cũng có quay á, cũng có quay là cô chú xuống đây luôn á. Không em cũng có mấy cái nét của anh á. Bây giờ để không mất thời gian nữa, để con rót rượu lấy phục dược cho cô uống thì xong rồi trò chuyện tiếp nha cô. Dạ. Em tự vì em cái này là chị bên mà giãn tĩnh mạch thì thần kinh tọa thoái hóa, nói chung là tất cả các bệnh mà bên xương khớp á. Tại vì mấy cái bệnh đó là hầu như là anh em nhau không à. Cô mà bị giống như là lúc mà đi không được là bị thần kinh tọa, là lúc đó là biểu hiện là dễ biết nhất á. Tại lúc đó là không đi được rồi. Là xong rồi đi chụp hình, đi kiểm tra ra hầu như là trên cái xương sống của mình nó bị thối quá, bị mục hết rồi đó. Em ơi nghe điện thoại giùm anh cái đi em. À, nãy con nói bị gút á thì giảm đau cho mình thôi chứ không có chuyên trị bên gút. Tại vì bên gút là mình cũng dạng như là máu của mình đó. Dạ. Máu của mình thì lưu thông cũng không ổn định. Rồi những cục muối á, kiểu mà bị gút là lượng axit uric trong máu mình á, nó cao. Cao rồi mới tụ là mấy cái chỗ mấy cái khớp á. Nên kiểu mà động lại rồi cái lượng cục muối, kiểu mà muối tụ lại rồi mình cử động nó sẽ làm sưng phù lên đó. Dạ. Cái này chỉ có tác dụng là chị đỡ nhức xương khớp cho mình thôi. Chứ mình muốn mà đặt chị bên đó thì phải uống thuốc gút riêng rồi. Dạ. Rồi để con vô con, để con rót rượu cho cô trước đi. Con nãy là nói là bị tim mạch với huyết áp nhẹ phải không? Nhẹ thôi. Nhẹ thì con rót một nửa thôi. Còn có gì về mà cô thấy mà không có vấn đề gì á, mốt cô uống thì cô uống gấp đôi cái này. Cô mới uống thuốc tây là cô uống được không? Cô uống thuốc tây lúc nào? Chắc nãy chưa được 1 tiếng rưỡi thôi. Nửa tiếng hả? Mới được nửa tiếng. Vậy đợi chút xíu nó mới uống. Khoảng 1 tiếng rưỡi mới uống được. Tại vì cô đi xe sắp á. À thuốc tây mà bên xe xe hả? Chứ đâu phải mà thuốc ấy phải không? Không. Thuốc xe thì đâu có. Để rác đi. Đợi xíu đi con. Con rác con để đây luôn nha. Nhát. Nhát không sao. Uống thuốc nhiều quá thì nhát. Cô uống thuốc tây nhiều quá hả? Uống đủ thứ hết á. Này tài xế già, tài xế muốn. Thuê xe bạn anh. Bạn hả? Dạ. Rồi anh có bị nhất không? Đúng đủ bệnh. Tài xế là mất bệnh hết à. Ổng
nguyên công ty vận tải trên Sài Gòn á cũng xuống với con, mà cô cũng bóp thuốc để về cho tài xế uống á. Bây giờ sao thấy mà lớn tuổi cũng bị mà trẻ tuổi cũng bị, không biết hiểu không? Mới 30 tuổi là bị rồi. Tại vì bị xương khớp á lúc trước, tại vì hồi xưa mình không có coi trọng á cô. Chứ bây giờ hầu như là người nào mình lao động nhiều nè, chứ mình đi đứng á, đi đứng mà đứng cả ngày mình làm công nhân á, đi đứng nhiều á là cũng bị, lúc này bị gai gót chân cũng nhiều lắm á. Ở trong đây là gồm có ngũ chảo, thuốc cú, nước bông màu gai, là ba cái dược liệu này thì ở nhà đã sao giùm rồi, sao giùm cho cô luôn rồi. Tại vì lúc trước á không có sao thì về mình làm dễ bị hư, sao á nếu mà mình sao mà không tới á thì sẽ không có ra chất, còn mình sao quá tay sẽ bị khét, là mất cái dược liệu, cái tinh dầu trong đây. Thì cái ngũ chảo á là có tác dụng là lành vết thương, kiểu mà lành mình bị thoái hóa đó, thoái hóa khớp hoặc là thoái hóa xương xương khớp của mình á là bị mục rồi đó, là ngũ chảo là có tác dụng là làm cho mình hồi phục từ từ. Rồi bông ngò gai á, bông ngò gai thì cũng trị bên giảm đau mà thiên về gai cột sống. Còn thuốc cú là đặc trị của thuốc cú là trị giảm đau cho mình, cái này thì mình không làm gì hết. Rồi đương quy thì mình cũng không làm gì luôn, yeah. Mình trộn chung vô đây thôi, yeah. Đương quy thì có tác dụng là thông máu với bổ máu, yeah. Còn nghệ thì em giới thiệu một lần đi, xong rồi em sẽ giới thiệu cái tác dụng của nó. Cái này là nghệ đỏ, nghệ sa cừ nha, yeah. Mình về mình bào lát ra, mình bào lát ra càng mỏng càng tốt, giống như mứt gừng vậy đó, yeah. Rồi mình phơi một nắng tới hai nắng, yeah. Xong mình sao cái này mình không cần chủ thổ, mình sao thôi, sao xong rồi mình sẽ trộn chung vô đây luôn. Cộng chung vô mình mua thêm 2 lạng rưỡi tới 3 lạng. Rồi mình mua 2 lạng rưỡi thôi cũng được. Rồi mình bỏ giống như mình xếp vô mình 1-2 lớp mình dắt đường vô, 1-2 lớp dắt vô. Không ấy thì mình để cái lớp đường ở trên cùng cũng được. Thì mình bỏ vô cái bình đó, xong mình nhấn xuống, nhấn chặt xuống. Xong rồi mình đổ 5 lít rượu vô. Rượu này đặc biệt là rượu này rượu nếp gốc. Là 45 độ trở lên á. Thì rượu độ cao á nó mới ra chất. Đặc biệt cái này ra chắc biết một phần nữa là không có làm chua cái thuốc của mình, yeah. Nếu mình lấy rượu uống bình thường á là không có tác dụng nha, nó không có đủ độ á, nó không có ra thuốc cho mình á. Rồi mình ngâm cái này trong vòng 30 ngày mình mới được uống. Mỗi ngày mình uống, một ngày mình uống 3 lần thì cái ly này con rót nè thì hơn theo đúng là 15 ml á. Thì cái này con đăng ký rồi bên Bộ Y tế thì 15 ml, mình uống trước ăn và sau ăn đều được hết. Dạ, đặc biệt cái là mình uống xong mình đừng uống nước liền, dạ. Mình cách khoảng ít nhất là cũng phải 5 phút tới 10 phút mình uống nước nha. Tại mình uống nước liền á sẽ làm hòa cái rượu mình nó giảm nó xuống á. Đặc biệt cách thuốc tây phải 1 tiếng rưỡi mới không? Đúng rồi. Thuốc tây mà đặc trị á, mấy cái bệnh nền của mình á, dạ. Giống như cô bị bệnh tim hay gì, dạ, đó thì mình cách 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng mình uống. Dạ. Rồi nãy mấy nói cái này xong rồi cô làm 1 tháng mình uống, để con giải thích cái công dụng có mấy vị thuốc này. Thì cái ngũ chảo á thì có tác dụng là nãy con nói là lành vết thương, để hồi phục mấy cái khớp của mình đó. Thì mình uống thuốc tây nhiều sẽ làm cho mình hư khớp, nó đau nhất, giống như là một cái khớp á, một khớp đau nhất là nếu mà cô mà không có điều trị sớm hoặc là cô để hoài á là mốt sẽ bị sụp luôn á, kiểu mà giống như cô tưởng tượng cái xương của mình giống như nó mục thành cái xốp vậy đó. Tại vì có người bị rồi, bị xẹp luôn rồi, bị xẹp 2 đốt sống luôn. Cái vợ của anh Nhân ở Tiền Giang á thì cũng bị xẹp luôn á, là lên bệnh viện Chợ Rẫy là hẹn lên luôn rồi đó, là lên trên chẩn bị nhất á, xẹp là chèn ép thần kinh nhất á. Xong rồi xuống đây cũng uống giống như sáng này lên á, xong rồi về uống tới chiều là theo lịch là có hẹn là đi lên bệnh viện Chợ Rẫy đó, xong là không có đi luôn á, là uống chỉ trong vòng có 3 cử rồi đó, là như là cái người nó rã, cái kiểu mà nó có tác dụng mình biết liền à, mình hợp thuốc là mình biết liền à, xong rồi quỷ luôn, xong rồi uống là bây giờ khỏe rồi, bây giờ chỉ ra chỉ phụ bán gạo luôn rồi đó, rồi nhiều bà con thấy chỉ lúc trước chỉ kiểu mà đi đứng mà không nổi luôn, mà mình bây giờ ra bán gạo được á, rồi những người đi tới mua á, người ta thấy xong rồi truyền tay nhau à. Hầu như bây giờ cái kênh của con á rất ít người biết, hầu như người bệnh mới biết, có duyên mới biết à, dạ. Bây giờ hầu như là những người mà uống thuốc rồi á, người ta truyền nhau thôi. Anh dạ. Cái nghệ này nè, anh nói là bào mỏng ra sao là mình
mình phơi một nắng tới hai nắng rồi dạ. mình sao khô lại luôn sao cho nó giòn lại luôn dạ, dạ. Và đặc biệt cái sao á, trong cái clip mà hướng dẫn sao cũng có quay đó, mình nếu mình quên á thì mình mở thì mình xem, thì mình sao ở đây á, một tay mình cầm đũa đũa bếp á, còn một tay mình để tay không để mình biết cái độ nóng của nó đó, độ nóng với độ giòn của thuốc á. Thì độ giòn của cái nghệ này nè, mình đừng cho nó đen quá nha. Mình kiểu mình thấy nó khô cứng là được rồi, chứ mình đợi mà thấy nó đen ở trên chảo luôn là mình để xuống là thế nào nó cũng khét rồi đó. Dạ dạ. Dạ, tại vì nó đang còn nóng mà nó chưa ấy á. Đừng để cho nó khét thôi. Đúng rồi, đừng cho khét, để cho khô giòn là được. Rồi mình trộn chung vô hết đây. Nãy còn khúc cú là ổ nghệ là cái ngũ chảo là con giải thích rồi. Còn bông ngò gai, bông ngò gai là cũng trị bên mà giảm đau mà thiên về gai cột sống. Gai cột sống với gai gót chân nói chung là bị bên gai á. Rồi thuốc cú là có tác dụng là giảm đau luôn á, cái vị đó là để chiên là giảm đau cho mình. Là những người mà ở vùng bà con vùng quê của mình á, với người miền núi á, vẫn còn đang sử dụng là cái thuốc cú với cái ngũ chảo á, mà mình bị chật khớp hay là gãy xương á, thường là đâm thấy cái muối á xong mình bó đó. Dạ, bó là tác dụng là cũng trị ở ngoài cho mình đó. Thì anh cái này anh đã nói em là ngâm á, là mình bỏ một lớp rồi mình giảm lớp đường, rồi mình bỏ một lớp dơ, rồi mình giảm một lớp đường lên. À cái đó là mình kỹ, còn mình dạ. Nếu mình là mình ấy mình nén chung vô hết thì mình để đường ở trên cùng cũng được. Đường giống như mình bỏ là nhiều hay ít? Không thì 2.5 lạng tới 3 lạng đó. À, thì mình làm sao hết 3 lạng, 2.5 lạng thôi, nói chung 2.5 lạng đi. Thì mình mua 2.5 lạng rồi mình giải vô hết thôi. Một phần này là 2.5 lạng. À, một phần 2.5 lạng đường. Dạ. Thì nó là từ 2.5 lạng tới 3 lạng á, thì mình coi như phần anh mới nhâm giùm luôn á. Hai phần. Thì có cái bình ở trong, em lấy giùm cái bình để cho về mình biết. Ở nhà là ngâm 2 phần không à. Tại vì phải đặt trước rồi mình mới ngâm giùm, ngâm 2 phần. Trời cũng 10 mấy bình rồi. Em ơi lấy giùm anh một cái bình đi để cho ba cô ở đây đi, anh chị thì dễ hình dung. Rồi để em giới thiệu tiếp luôn. Cái này còn đương quy á, đương quy là có tác dụng thông máu với bộ máu. Dạ. À, nãy có lấy á. Thì cái vị chính của nó là thông máu bộ máu, là giống như là mình bị tắc nghẽn mạch máu, thường mình bị tắc nghẽn mình chèn ép vô thần kinh đó, là máu không có lưu thông xuống được á, mấy cái nên là mình thường là bị tê tay, qua để giùm anh đi. Tê mấy đầu ngón tay ngón chân á. Dạ. Là mình cũng bị cái trường hợp đó đó. Và hoặc là những người mà làm trong môi trường lạnh á. Môi trường đông lạnh á thì cũng bị kiểu mà viêm khớp á. Nó ngấm cái lạnh vô á. Dạ dạ. Dạ. Thì mình uống cái này cũng tốt. Rồi em để em giải thích tiếp là cái này uống là có thể là ngừa tai biến nó đột quỵ luôn nha. Nó thông mạch máu mà. Đúng rồi, thì ngừa tai biến nó đột quỵ đó. Tại vì mình á, cái mạch máu của mình giống như tưởng tượng giống như cái ống nước đi, bây giờ mình có cái vật cản là máu đông á, thì nó cản ít thì mình còn nói cho máu còn lưu thông được là kiểu còn tê tê đó. Mà nếu mà nó bít luôn á, nó bít luôn mà nó cái máu cái lượng nó dồn kiểu mà nó dồn phình lên bự thì cái mạch máu của mình chịu không nổi thì nó vỡ thì người ta nói là lúc đó là bị tai biến đó. Tai biến là đột quỵ á, kiểu nó ấy ra mình điều trị được thì mình ấy, còn không điều trị được thì mình chết kiểu vậy đó. Cái này thì có tác dụng là ngừa cái đó luôn. Vì cô biết sao, tại vì mình có đương quy mình thông rồi mấy cái vị thuốc kia nó mới đi, nó điều trị được. Chứ bây giờ bít rồi mình đâu có đi được đâu mà điều trị. Rồi đặc biệt cái này mình ngâm với rượu. Tại vì rượu á là mới ra chất thuốc. Nếu một phần nữa là mình uống cái rượu vô, cái tính nóng của rượu á làm cho cái người của mình nó nóng lên và mạch máu của mình nó mới nở ra. Cái này là giải thích mà vừa theo kiểu mà y học mà kiểu mà dân gian của mình tự hiểu luôn đó nha. Giống như mình uống lên cái mạch máu mình nó nở ra đó. Thì nó kiểu như bây giờ đang tắc nghẽn chút xíu thì nó nở, mạch máu ra nó bự ra một xíu thì nó dễ đi rồi đó. Giờ mấy cái đương quy này sẽ làm cái cục máu đông của mình nó bào từ từ. Rồi từ vậy nó sẽ thông cái mạch máu mình. Giờ mấy cái vị thuốc này nó sẽ len lỏi đi mấy cái ngóc ngách mà xa nhất nó điều trị cho mình. Dạ. Cái hũ nó anh ngâm cho ta đó ha. Dạ đúng rồi. Mình ta nhờ ngâm giùm mới ngâm đó. Rồi cái này đặc biệt ngâm rượu thì rượu sẽ ảnh hưởng tới vấn đề mà bị bao tử. Dạ. Bao tử thì bị gan nên là cái vấn đề mà nghệ nè, nghệ sa cừ này có tác dụng là trị bao tử cho mình luôn. Dạ. Nên là nó khắc cái vấn đề bao tử luôn. À, những trường hợp mà bị bao tử nhẹ là uống cái này là hết luôn á.
rồi những người mà lớn tuổi á, lớn tuổi mà kiểu ăn uống mà làm chán ăn á, đi ăn không tiêu á là uống cái này tốt. Tại vì có người uống rồi 85 tuổi cũng uống, 90 tuổi cũng uống rồi. Cái trường hợp mà mẹ của chú Hải ở Trà Vinh đó, nếu mà em xem em thấy mới đây thôi, là chú là đi không nổi, đi cà nhắc lên đây uống xong rồi khỏe rồi, xong rồi chú lấy cái đó cho mẹ của chú uống luôn. Mẹ chú là cũng bị dứt mà cũng giảm nhiều rồi đó, ở 90 tuổi á. Dạ thì con thì con nói hầu như là bây giờ những trường hợp mà đi trội đi trị mà tứ phương hết rồi, xong rồi dạng như có duyên á rồi biết tới con rồi xuống đây, hầu như là con hỏi ra là người nào cũng đi trị tùm lum hết rồi, uống sữa gì uống sữa của mấy nghệ sĩ quảng cáo rồi tùm lum hết. Mấy nghệ sĩ quảng cáo nó cũng quảng cáo dở không anh, nó dạ. Uống đâu mà nó biết sao nó quảng cáo. À, nhiều bà con đã sử dụng rồi mà không hết. Cái đó thì em không nói dở để đụng chạm, nhưng mà con nói là sử dụng hết rồi. Cái tường như vẫn có uống. Dạ, muốn lấy hai phần anh nhâm giùm được. Dạ. Muốn lấy hai phần vậy. Ý là muốn lấy cái bình này hả? Dạ, lấy hai phần luôn. Ý là muốn lấy bình này vậy, ý là muốn lấy cái bình giống vậy cho mình sợ bây giờ làm không đúng thôi. Đúng rồi, nó không hư thuốc. Đồ nhà cũng có mà em không biết nó có 45 độ. Nè ở nhà mới ngâm nè, mới ngâm mà thấy là nước nó ra vàng, mới ngâm có 2 ngày nè, 3 ngày. Nghe 3 ngày. À 3 ngày mà nó vậy á. Rượu với Sài Gòn nó dở. Có gì anh ăn nhiều kem cái ngủ đó. Chứ giờ mà không phải em uống xa xôi quá. Không, anh uống xa xôi giờ mà em kêu anh ngâm, mà anh ngâm giờ mất công, anh không có thời gian lên anh ngủ. Tại đi làm á sẽ không có nào ở nhà được á, có mình có ngày chủ nhật về quê không, mình mỗi là em điện cho anh là chỉ có ngày chủ nhật em rảnh thôi, những ngày kia không có thì vậy không á, có nhiều trường hợp á, nói được xem kỹ thì cho biết để mình biết giống như em coi cho anh là em coi của anh là có nhiều rồi, tại vì mẹ bả đau. Thì cho biết sao, có nhiều trường hợp giống như điều kiện của mình ở nhà là không có phơi được, hoặc là rồi, không có sao trên đầu á này kia rồi á, trên đầu cũng không có nắng, không có nắng, nên là phải giống như là điều kiện mà khó khăn thì con sẽ ngâm dùm. Chứ tại vì ngâm dùm á là con cái giá trị thì nó cũng như vậy, tụi con giống như bỏ cái công ra để làm giúp thôi, chứ con không có công nữa đó. Chị này mình muốn cái bình này thì mình sẽ làm cái này nè, làm cái này làm phơi rồi mình sao luôn mình mới ngâm. Dạ thì đó, em không có ngâm, em không có phơi được, nhà em không có nắng. Nhà không có lan can, bởi vậy không cũng không có phơ được. Dạ. Sao về làm được cũng không đúng thuốc uống. Về với phường về ngâm không đúng, không dạ. Có bị hư thuốc. Nên là để cái cô chú kia kìa, cái bài thuốc con đưa lên á, dạ. Là cô làm theo cái công thức nó ngâm cho chú uống, giảm được 80% rồi đó. Nói chung dạ. Là em uống cô thấy con mà ấy trên từ hữu nè, trời cô thấy đi chứ, cô nói cái này cho chắc. Được à, không chừng mai chủ nước thầy, không chừng mình cái chủ này đó, đó hủ này nè. Cái con phải nói bé này, con phải coi cái số điện thoại này của anh này, con gọi cho mẹ coi sao để chữa cho mẹ hết, chứ để sau này mẹ lớn tuổi nữa chắc mẹ đi cũng được quá. Dạ. Mà nếu mà con nói mình uống cái này á, ở nhà mình người lớn cỡ giống như mình cỡ giai đoạn anh vậy nè, nên tối nên uống đi. Tại vì mình bị này lên thở mà 40 lên trở lên là bị xương hết à, kiểu mà nó bị không, làm việc nó mỏi rồi á, cái này bị nó lậu, giống như có lậu tiền đình nó không được, không rành cái đó này kia mà chị xương khớp, nhưng mà bị thực chất luôn nha, nó đang nói thực tế ở nhà luôn á, là hổng là vợ con á là bị khó thở rồi, có như là kiểu mà mấy ngày á, ở nhà thì mình nghĩ cái này nó thông mạch máu kiểu ấy, từ uống cũng hổm là tính là đi lên Hòa Hảo khám luôn rồi đó, là sợ tại vì ở nhà gia đình là ba cũng bị bên tim mạch, bị hở bên tim á, bị bẩm sinh, sợ là bị di truyền á, xong rồi uống luôn hổm này thấy cũng khỏe rồi thôi, khỏi đi gặp luôn, nên là bị nhức đầu á. Nhức đầu bị kiểu mà nói rối loạn tiền đình này kia cũng nên uống thì không sao, tại vì mình đã ngừa tay biến đồng quỵ thì mình nghĩ theo kiểu dân kiểu vậy mình được rồi. Mình uống được rồi. Uống được rồi. Em cũng không nhiều đâu, cái ngày hai cử nếu mà mình đang nặng giống như đang nặng của cô thì mình uống 3 cử, còn mà mình giảm rồi mình uống 2 cử, còn mà mình kiểu mình uống để khỏe thì mình uống 1 cử tối thôi trước khi đi ngủ á,
Tại vì thường mình trước khi đi ngủ là cái cơ thể mình nó không có vận động, nó không vận động là nó dễ bị tắc nghẽn, nên là thường thường là nói là khó ngủ, nó bị tê á, sáng mình ngủ dậy bị tê á, là do máu của mình không có lưu thông được, tại vì mình nằm im, nằm im á, và máu cũng không thể đi á. Anh giải cho em là hiểu rõ nha. Anh chịu khó em cái khác, em không có cái đâu. Nhà cũng xa quá, mỗi lần lên anh thấy cũng phải không có điều kiện, không có ánh nắng thôi. Hồi nãy là mình nói là ở quận mấy? 8. À quận 8 mà. À, bà con quận 8 cũng còn nhiều lắm rồi đó. Nó gần ở bên quận 5 rồi. Là bao? Bởi vậy em không có thời gian, thôi giờ em hiểu. Tại vì này đây, dưới đây cũng hai người quý giá. Này là còn tới tháng 5 mình mới uống. Thì anh nãy nói ngâm được 3 ngày. Ừ, nói 3 ngày à. Vậy làm gì em để tới tháng 5 uống. Trên đây nè, cái công thức rồi con để hết, đâu có giấu gì đâu. Nhiều người, cái này là con chia sẻ lên là nhiều người giống như mà điều kiện mà kinh tế khó khăn hoặc là xa thì mình có thể tự mình tìm mình để mình ngâm mình uống. Nếu mà mình uống mà không hết á thì mình tin tưởng thì mình lên trên đây. Ở nhà thì thật sự cũng làm giống như vậy thôi à. Nhưng mà bây nhưng mà cái thuốc này là anh ngâm giống như nhau hết đúng không? Giống nhau hết. Người nào cũng như nhau một loại thuốc đúng không? Dạ. Chứ không phải là mình ngâm sẵn là mình sẽ bỏ cái gì vô để cho bà con uống cho hết. Không sợ là tùy theo bệnh em sợ vậy. Không không. Dạ. Tại vì hôm nay cũng có một cái người cô kia kìa, tại vì cô đó nói chung là chắc cũng uống thuốc nhiều rồi cô mới hỏi. Cô hỏi là giống như là con ngâm này con có bỏ thuốc gì giảm đau vô đây không? Tại vì mình thấy là sợ mấy cái giảm đau. Tại vì thấy con ở nhà ngâm mà uống lại xong lại hiệu quả nhanh quá, mà còn tự ngâm hoặc là mình về mình làm á giống như nè. Cũng ở nhà bốc vậy nè, nhưng mà không hiểu sao mình về làm thì giống như công dụng mà lên trên đây lấy á thì 100% mà là về uống về làm kiểu này lại sao có 80-90% mà nó không bằng. Bởi vì cô cũng sợ vô cái chỗ nhưng đó. Mà con là con chuyên nghiệp con có làm nhưng nó hay lắm. Còn như là con chỉ giống như cô gì về nhà rồi mấy đứa cháu nó không, mấy đứa em nó không có biết, nó không làm đúng được. Mình uống không có hiệu quả con hiểu không? Dạ. Chứ thần là ở xa mình đơn chiếc quá. Thì lúc trước á thì con nói ở đây mình tự con nói thì mọi người có thể đánh giá được, nhưng mà có thể biết là chân thật hay là không. Con nói có sao con nói vậy à. Lúc trước á ở nhà thì mấy cái dược liệu này nè cũng kiếm từ lá cây tươi xong mà không có sao đâu. Con không có sao dùng mấy cái này tại nhiều quá, thực sự là không có sao dùng cái ba cái dược liệu lá cây này, là mình có hướng dẫn cái cách mình làm hết, con quay hướng dẫn chi tiết hết đó. Bây giờ cái tay ngang, người tay ngang bình thường luôn nhìn vô cái clip con là có thể làm được hết, không có khó. Nhưng mà tự làm á thì con nói tự làm uống là không hết. Xong lên trên đây á con cũng chia. Con lên trên đây con chia vậy nè. Con chia cho anh Khúc. Xong rồi cũng lấy phần này về lại uống hết. Dạ cái tay dược của con. Chứ con không có bỏ gì vô thêm đâu nha, cũng giống vậy à. Cũng y hệt vậy thôi. Người thôi. Thầy chăm cứu cũng xuống dưới đây rồi. Thầy chăm cứu mà những thầy mà chuyên mà bên chăm cứu bóng nguyệt á là xuống dưới đây nói xong rồi mình con mới hỏi á. Anh mới hỏi là sao mà con chia sẻ hết rồi tự chú làm đi chứ chú xuống đây chi. Nói là bây giờ con nói vậy thì chú biết là làm được á. Nhưng mà bắt buộc phải xuống, tại vì nếu mà ai cũng làm được hết là trên xã hội này đâu có còn mà thầy Lan với bác sĩ nữa. Thì mình nghĩ lại là đúng. Chứ bây giờ mà ai cũng làm được hết thì còn gì nữa là sao rồi? Mình uống hết đúng không? Nhưng mình uống hết cái rượu á. Uống hết là mình đổ lộn hiểu, rượu hay ngâm tiếp hết hiểu cái sao? Câu hỏi hiểu luôn rồi đó, nhiều người hỏi rồi. Uống hết là bỏ, không có đổi rồi nữa. Tại vì người nào nhiều người hỏi rồi nên không biết là sẽ hỏi cái gì đây. Không, thí dụ như em nó hỏi vậy thì cũng đúng. Dạ đúng rồi, dạ con hiểu. Ví dụ như bây giờ mà nếu mà uống hết á thì thôi bỏ. Thì thí dụ như gần hết á hay là còn phân nửa gì đó thì em phải gọi tiếp lên cho cô, cho con ngâm tiếp cho cô. Dạ đúng rồi đó, rồi cô lên, em nó chạy lên nó lấy. Dạ ý là con nói vui là con biết là thế nào cũng hỏi câu hỏi đó. Tại vì nó mình uống mà có một nước đầu thôi, nước sau dạ như là đâu còn chất đâu. Đúng rồi. À, để con nói luôn, cái này nếu mà cô về cô uống á, mà cái bệnh này mà cô uống giống như là cô khỏi bệnh rồi mà còn rượu nè. Ý là thay vì mình uống mà hợp thuốc nhanh á thì mình hết sớm á, thì còn rượu thì mình vẫn để ở đây luôn nha, mình cứ rót mình uống thôi, đừng có đổ ra hết. Mình vẫn để tại vì cho nó ra chất. Dạ. Tối đa là 4 tháng thì mình chắc ra, tại 4 tháng lúc đó là mấy cái dược liệu thuốc trong đây nó hết ra chất rồi. Dạ. Lúc đó nó bảo hòa rồi, mình mà để nữa thì giống như hút ngược trở lại mất rượu của mình thôi. Vậy dạ. mình
tối đa là 4 tháng thì mình nói chung là mình dắt, mình chắc á, dắt ra luôn á. Dạ. Qua ra chai khác. Dạ, ra chai kiểu mà chai này hoặc là chai thủy tinh á, mình đậy kính là mình để ngoài thôi. Mình để nè, mình để năm này nè, qua năm nọ mình để uống thôi cũng sao. Nhưng mà con nghĩ mình uống này để tốt mà chắc không để tới cả năm đâu. Có trường hợp tối đa là 6 tháng quay lại con rồi. Con không nhớ. Tại vì những người mà xuống bệnh xong á, con đâu học thật sự thì nhiều quá, con không nhớ, xong rồi 4 5 tháng sau quay lại. Là hết bệnh này quay lại ào ào. Hả? Trời. Em ơi, để em hỏi là sáng giờ thầy cũng có chia mấy bệnh. Nếu mà phải lấy xong phải bù lại liền á. Cô muốn sang. Ngâm lại. Ai con ngâm con cũng chọn ngày. Không phải mình không phải là mê tín, nhưng mà mình làm cái gì mình cũng phải tin tưởng. Dạ. Mình tin tưởng chút xíu chứ thì mình muốn làm sao cũng được, mình cũng tùy theo mình cái tâm của mình thôi, nhưng mà mình thì mình càng kỹ mình càng tốt thì không sao hết. Cái của cô đó là ngâm ngày 1 tại vì con hiếm hơn hồi xưa âm cô làm nặng quá, đúng rồi, cho nên nó ảnh hưởng cái vấn đề công chuyện của cô làm hồi xưa. Rồi cô còn con gái á, cô rất là làm nặng. Thứ nhất mà không uống hả? Cái này là cả nhà mình hay uống đó, hơi đau, uống đi. Thì bây giờ em ngâm là cho ảnh. Thì bây giờ biết con rồi thì thí dụ gần hết rồi bắt đầu điện trước. À. Để cho con ngâm giùm cho cô rồi em qua. Sẵn đây con nói luôn á, nhiều bà con á hầu như là thuốc rượu này là chỉ có, đặc biệt là chỉ có Khánh Nguyễn, đi Phong Nguyễn là hai anh em là có bài thuốc này thôi. Nhiều người hôm nay nhiều người mạo danh con bán lắm rồi. Bởi vì nhiều người nói là gửi đi được không á, gửi đi đó. Nó không có gửi. Có gì mình xuống gặp trực tiếp. Cái clip của Phong Nguyễn á, coi hoài luôn. Dạ. Cô biết làm sao mà cái đoạn ngắn ở trên phòng là tụi con quay không? Lúc trước mà không có quay. Mà con chỉ chuyên bên đây những người bệnh mới biết tới con thôi. Rồi người ta lan truyền á, rồi mấy người mà mạo danh á, người ta mạo danh tên của con người ta bán. Rồi con với Phong với mẹ mới ngồi lại là đính chính một cái đoạn ngắn đó để cho nhiều bà con là điện thoại trực tiếp để con giải thích, tư vấn rồi cần gì lên trên con. Đấy, có số điện thoại thì em cũng sợ, lúc em điện cho anh em cũng sợ nên em nói cũng hơi ngại ngại mà không có biết là chính xác không á. Dạ. Khi mà kết bạn Zalo thì anh mới nói đúng là cái nick của anh. Thì bởi vì nhiều bà con mà tại vì xem bên kênh của Phong là quay lúc trước là hai anh em quay, nhưng mà Phong cũng quay ít thôi, quay cái bài thuốc á giới thiệu cũng ít. Con là con quay chiên quay thuốc luôn á, là tính ra cũng 1.300 lít là bà con lên lấy thuốc á. Vậy giống như vậy nè, trò chuyện bệnh sao á, giờ con giới thiệu thuốc vậy đó. Vậy nên là con nói á, thường là bà con mà xem bên Phong xong á, con nói là cứ xem cái kênh Khánh Nguyễn đi để mình hiểu rõ hơn á. Chứ thật sự con thì hỏi con thì con cũng tư vấn bình thường thôi, chứ con không có giấu gì đâu, nhưng mà mình để mình tự tin á. Tại vì nhiều người điện thoại nói chuyện xong rồi cái con nói vậy đâu có tin. Thì mình nói là giống như mình thói quá lên, nên mình cứ xem đi, mình xem mình thấy trong cái clip đó mình thấy cái sự mà chân thật ở trọng thì mình đủ tự tin mình lên. Dạ, nên là con nói nhiều lúc ấy, có những người mà dạ như là không biết làm sao á, nói là mình quảng cáo cho dữ lên thì xong mà kêu lên trên đây á, lại nói là buôn bán mà xong thì gửi. Nói là không có bán, cái này là con làm giá trị bao nhiêu con lấy là bao nhiêu thôi chứ không có bán. Nó buôn bán chứ bây giờ á, cô nghĩ mình mà muốn bán á, người ta điện thoại tới mình mừng chết, mình gửi đi chứ cần chi mà mình ngại cái vấn đề đó. Dạ, nên là tụi con ở nhà là xuống đây trực tiếp, chịu khó xuống đi, cực chút xíu lúc đầu, nhưng mà mình biết được, mình tin tưởng để mình đủ tự tin để mình uống. Rồi bà con ở ngoài Nha Trang, Khánh Hòa, Bắc Ninh, rồi đi máy bay vô á. Có mấy chị Cam Ranh rồi, là có cái chị đó khỏe rồi đó. À, lúc trước đi vô mà con nói đây luôn nha, không có ngại mà cũng còn thiếu tiền luôn á, mà con cũng ấy là khi nào vô đi gửi tiền con nữa không sao. Giúp người này người khác giúp lại đó. Mạnh thường quân cho tiền, Mạnh thường quân cho tiền con làm đây nè. Lúc trước là con ấy trong nhà ba mẹ. Em thấy mấy clip là lúc mà cô coi con là con ba mẹ nhà ba mẹ con á. Dạ. Tại vì trong lâu nhà lắm luôn rồi, năm mấy 2 năm tại rồi. Trong nhà ba mẹ là đi cái đường đồng vô, đúng, nhiều đúng, bà đúng, con đúng đi rồi. Không nổi đó. Bởi vậy cô nói với con bé này, cô nói mẹ
coi cái clip không đúng xuống đây tôi thấy lạ quá trong đồng á mà mình đi xe 7 chỗ không có vô được đâu. Cái này không phải đâu mẹ ơi, cái này tao ở chung cư mà. Cái cô nghĩ sao, ủa sao cô coi mấy clip nào con ở trong đồng mà. Dạ tại vì á lúc trước là con cũng quay, hiện giờ thì con cũng quay ở nhà thường, quay trên trảnh rồi kiểu mà sinh hoạt gia đình mình quay là để cho bà con làm kỷ niệm ở nhà trước đi, xong rồi bà con thương rồi những khán giả mà thân thiết ta xem thích xem hơn. Rồi hổng những bà con đi vô á, đi vô rồi đi bộ vô hơi nó mất tiền chút xíu á. Giờ Mạnh Thường Quân cũng cho tiền, con nói thiệt sự luôn, cho tiền con người mở cái tạp hóa này nè để cho những người mà bệnh nặng á là đi có thể đi tới đây nè, đi vô tới nhà luôn. Đây nó dễ, nó tiện hơn chứ không phải là mình để mà kinh doanh buôn bán gì hết. Có kinh doanh buôn bán là bán tập quá để cho vợ nhà có kinh phí tiêu. Bởi vì cô nói, trời ơi, mẹ nói với mày mẹ tức quá, mẹ coi cái nhà của cái cậu nó ở tuốt ở trong đồng á, đường vô khó để đi đó, đi không đa thôi, mẹ thấy người ta vô đi bằng không đa thôi mà. Chạy vòng vòng nhưng mà cũng đúng nói rồi, cũng vòng vòng. Nó, nếu mà xe mà đi dễ cũng dễ cũng không khó, nhưng mà có điều mà bệnh nặng thì mình đi nó hơi cần chút xíu thôi. Không, nhưng mà thấy hẻm thấy ok không? Thì ở đây thì đi tới nơi luôn, dễ tìm. Dạ không có khó rồi, đi mà bao xe rồi, trước cũng bao xe 16 chỗ chứ Tiền Giang lên nè, mới đây à đi lên nguyên một đoàn người không có chỗ ngồi luôn. Tại vì xa quá không biết hơn, người ta đi người ta bao xe vậy đi mới tiện hơn. Dạ. Chứ xa quá mà đi, ta rủ nhau chuyển được nhau. Bây giờ cái bệnh này rất là nhiều. Tính ra hôm nay con phục nhiều dữ lắm luôn. Con phục dược chắc cũng tính ra con tính cũng 5-6 ngàn người rồi đó. Ừ. Tại vì con quay lại hết à. Để mình để một phần nữa mình nhớ. Nhiều trường hợp á, nhiều trường hợp là giống như mình không phải là nói xấu người khác, nhưng mà mình quay lại để mình nhớ những bà con mà lên á, người ta giống như người ta bốc thuốc này nhiều á. Thay vì giống như cô đi, cô bốc 5 phần, 6 phần mình về cái mình ngâm ra, cái mình bán lại. có rồi cô, chứ không phải. Dạ có rồi. Giờ không có trường hợp thì trực tiếp lên trên đây để lấy cục dừa của con đựng về cho nó chính xác. Còn có trường hợp là lấy công thức của con nãy con nói á, là tự lấy công thức của con về bán. Lấy ra bán rồi ghi tên, nói tên Khánh Nguyễn bán nữa chứ. Giờ giống như cô vậy nè, cô xuống đây cô đã tiếp xúc với con rồi, cô biết. Xong rồi ở xung quanh á, cô vô tình con đi cô gặp cái người ta nói là uống thuốc Khánh Nguyễn nè, người ta bán nè, giờ cô xong rồi cô có điện thoại đây cho con mới biết, chứ con đâu có rảnh để đi mà đi điều tra mấy cái vụ đó đâu. Giờ cũng những người thân thôi, những đi lấy người về bán lại đó. Kiếm lời đó. Giờ những người mà tự làm mà uống không hết, giờ người ta mới điện thoại đây cho con. Bán vốn rồi con mới quả như khổ cái lắm cô ơi. Cái gì cũng phải tu, cũng phải qua cái đức. Dạ. Thì cũng phải qua cái mình có cái tâm của cái mình. Dạ. Thành ra nó mới là được, chứ không phải là ai làm cũng được. Dạ. Con nhiều lúc con nói giỡn. Dạ không, cái anh này có gì để chút có gì con ngâm lại, thì con ngâm lại con ấy lên chảnh rồi anh lấy. Cái này nhiêu à, con nói cô gửi tiền cho con. Còn cô đang nặng á, con sẽ chiết cho cô một khúc. Con sẽ gửi cho cô một khúc để cô uống. Cái này đặc biệt không có bán. Em ơi. Em gửi cho cô một khúc để cô về cô uống đi. Dạ. Dạ. Cảm ơn, trong này có dư đi. Đi. Cảm ơn anh. Dạ. Cái con nói thật sự bà con mà con rủi nó dính luôn rồi. Cái này á, những bà con mà lên mà góp vô á là con để riêng. Chứ thì thực chất là mình làm thì ai cũng nói là mình làm phải có công dạng như. Nhưng mà con làm á, cái nào mà dư á, con để riêng để con ngâm ra để có những chai này nè. Rồi bà con mà tới á, giống như là người trước góp cho người sau kiểu vậy á. Chứ mà mình nói bán thì những người mà đi trước người ta mua hết. Một khi mà mình đã nói bán rồi thì người ta sẽ mua thì mình mua bao nhiêu thì mình có bán hết chứ sao. Cái đó mình không có kiểm soát được. Chứ một phần nó mất hay vậy con. Em muốn nói là để cho anh xuống là ngâm trước.
mời cô bác ơi. Xong rồi bây giờ coi như là Khánh cũng chuẩn bị đi về đây. Đây Khánh với cả nhà sẽ về trên ba mẹ để tiếp tục cái hành trình mới nữa. Rồi thôi, một lần nữa thì Khánh cũng chúc toàn thể quý khán giả của Mạnh Thường Quân luôn mạnh khỏe bình an luôn nha. Ông bà cô bác nhớ thương ủng hộ giúp cho Khánh, rồi chia sẻ bài thuốc để cho nhiều bà con biết tới và có duyên để sử dụng, rồi điều trị bệnh của mình. Rồi bye bye, chào bà cô bác.